thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là tới thời điểm các nhà mạng chính thức cắt sóng di động 2G only, thực hiện phương châm khi công nghệ tiến lên phía trước, không ai bị bỏ lại phía sau. Viettel Long An tặng miễn phí máy điện thoại 4G cho gần 13.000 thuê bao thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân có thu nhập thấp nhằm kịp thời hỗ trợ người dân chuyển đổi lên máy điện thoại 4G trước ngày cắt sóng. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ thuê bao 2G của Viettel đã giảm đáng kể, chỉ còn 1,5%, tương đương khoảng 16.000 thuê bao. Trong quá trình tiếp xúc hộ dân để chuyển đổi từ máy điện thoại 2G lên 4G, Viettel đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho khách hàng, như giảm giá máy tặng gói cước cho khách hàng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân, đặc biệt là người già, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân có thu nhập thấp không đủ kinh tế để nâng cấp lên điện thoại 4G. Thấu hiểu điều ấy, việc theo Long An tiếp tục mở rộng chương trình tặng miễn phí máy điện thoại 4G cho những hộ dân này giúp họ có cơ hội tiếp cận công nghệ. Hiện giờ tôi làm hồ, thử ra không có tiền, chứ phải có tôi cũng mua rồi, chứ để mà mất cái liên lạc đó, mình muốn điện về gia đình hoặc điện con cháu mình muốn thăm hỏi điện không được nó tức dữ lắm. Thành thử ra bữa nay được cái chương trình khuyến mãi mà bên viện heo mà, coi như cho được cái điện thoại thì coi như cái lòng tôi quá trời mang ơn và coi mừng mừng. Để hỗ trợ khách hàng nhanh chóng chuyển đổi lên điện thoại 4G, Viettel đã triển khai nhiều hình thức khác nhau. Ngoài thiết lập 300 điểm hỗ trợ trực tiếp tại các cửa hàng Viettel, nhà dân quá xã, tăng cường truyền thông, qua loa và tin nhắn, Viettel còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các cán bộ xã, cán bộ ấp, trực tiếp đến từng hộ gia đình, đặc biệt là những trường hợp người già, người khó khăn, để hỗ trợ nâng cấp thiết bị. Tuyên truyền hộ dân rồi tiền lên rút ra của cộng đồng của F1, rồi giấy mời những cái danh sách xài của công ty vừa tao đến tặng nhà dân có số người ta không có tiền đến trao nhà tặng cho một cái máy mới. À, thì với chính sách này thì chúng tôi đang hỗ trợ cho 13.000 khách hàng trên tổng số khách hàng đang sử dụng thiết bị 2G của toàn tỉnh là 16.000 khách hàng và trong giai đoạn tiếp theo thì Viettel cũng sẽ tiếp tục là triển khai cho toàn bộ các khách hàng còn lại để có điều kiện nâng cấp máy lên máy 4G với chính sách là hỗ trợ miễn phí Viettel Long An đã thực hiện một bước tiến lớn trong việc hỗ trợ khách hàng chuyển đổi lên 4G khi tặng miễn phí máy mới cho gần 13.000 thuê bao, tương đương 80% tổng số thuê bao cần chuyển đổi, với tổng số tiền hỗ trợ lên đến hơn 5 tỷ đồng. Chương trình này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của Viettel Long An mà còn là hành động quyết liệt nhằm thúc đẩy chương trình chuyển đổi 2G lên 4G sớm về đích.